Thưa quý vị, nhằm lấy lại quyền kiểm soát trong chính sách đánh bắt cá, mới đây chính phủ Anh cho biết họ sẽ sớm phá bỏ thỏa thuận cho phép một số nước châu Âu đánh bắt cá trong khu vực từ 6 cho đến 12 hải lý trong vùng biển của Anh. Thỏa thuận này được ký từ năm 1964 giữa Anh và các nước trong khu vực Liên minh châu Âu EU gồm Pháp, Bỉ, Đức và Hà Lan. Vào ngày thứ Hai, London cho biết họ sẽ bắt đầu quá trình hủy bỏ hiệp ước đánh bắt cá London trong tiến trình 2 năm tới. Chúng tôi sẽ có quyền kiểm soát và chúng tôi sẽ có thể quyết định các điều kiện tiếp cận. Ông Gove cho biết là một khi Anh rời khỏi EU, Anh sẽ có khả năng mở rộng khả năng kiểm soát vùng nước 200 hải lý hay tới đường phân cách giữa Anh và Pháp hay là giữa Anh và Ireland. Thêm vào đó, rời khỏi hiệp ước đánh bắt cá London có nghĩa là lần đầu tiên sau 50 năm, nước Anh sẽ có thể quyết định xem ai sẽ có thể đánh bắt trong vùng biển của họ.